Kính chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em xin giới thiệu với em một cặp loa siêu khủng của Mỹ, cặp Infinity model là CF3007. Đây là cặp loa siêu khủng của Mỹ. Cặp này thì cao 92cm, rộng 30cm và sâu tới 35cm, hậu rất là sâu và khủng. Toàn thân của nó được làm bằng gỗ lạng, gỗ thịt rất là nặng. Cặp loa cực kỳ nặng và siêu khủng luôn các bác nhé, rất là khủng. Cặp này thì nó có sử dụng hai bát 20cm bằng carbon, hai bát thật, bát điện các bác nhé, một loa chung, một loa chung cỡ 12cm và một loa chép Emit, một trong những cái dòng chép cao cấp nhất của Infinity, chép Emit R, dòng chép rất là hay và rất là tơi. Dòng chép này thì quá tuyệt vời. Đây là Emit, đây là hai bát 20cm là màng carbon. Cặp loa này bên em về đẹp xuất sắc nhé, hành quách góc cạnh của nó còn đẹp xuất sắc, xuất sắc, không hề sứt mẻ một chút nào, rất là mới, rất là khủng. Các bạn nhìn vân gỗ rất đẹp. Cặp này có lỗ thông hơi, cọc loa bắp chuối mà nó đánh cầu big wide. Các bạn nhìn cái chiều sâu của nó tới 35cm, cái hạ sâu cho cái tiếng bát rất là lực. Cặp này vỏ gỗ rất chắc, thùng rất nặng và toàn bộ là tuyến loa đẹp xuất sắc nhé. Các cái loa chưa vặn ốc khỏi khối thùng, đấy, mời các bác xem, rất mới ạ, rất mới luôn. Cặp này thì cái chất âm của nó cực kỳ uy lực, và với cái cấu hình sử dụng là hai bát 20cm và cái thùng họng sâu như này thì còn cho cái giải trầm vô cùng là uy lực, nhiều cặp bát 40 không thể ăn nổi. Cái tiếng bát cặp này tiếng xuống rất là sâu, chắc, nặng, gọn gàng. Trung âm thì quá tốt, tiếng trung rất là sáng và chi tiết. Đặc biệt là cái giải chép của dòng chép Emit thì nó cho cái tiếng chép lên rất là cao, tơi và mịn. Tiếng chép rất là sạch sẽ cũng như là dịu, không hề chói gắt. Và cái cặp loa hay, nó chơi đa thể loại nhạc, rất là dễ phối ghép âm ly. Cái cặp này thì các bạn chơi thể loại nào cũng được nhé, là nhạc chụp vàng, nhạc trẻ, rồi các cái dòng nhạc mạnh, nhạc DJ hay nhạc remix hay karaoke, nó đều chơi được hết. Và cái chất âm rất là tuyệt vời, đặc biệt là vô cùng là dễ phối ghép âm ly. Trong clip em đang ghép với chiếc âm ly Denon 1500R, chiếc âm ly này thì có giá là 10.200.000 đồng, ghép đã rất là hay rồi. Và cái cặp loa này thì em xin báo giá là 12.500.000 đồng, một cặp loa ngon và rẻ các bác chơi nhé, cặp loa tuyệt vời. Mời các bác cùng nghe một đoạn ca nhạc. Tận cùng tâm hồn, cái bát của nó rất là tròn, các bác nghe rất là tròn, sâu âm, tiếng của nó rất là hay luôn. Cặp loa về thì em rất là tâm đắc, bởi vì cái khả năng chơi đa được thể loại nhạc cũng như là rất là dễ phối ghép âm ly. Các bác chơi cái cặp này thì nó rất là hay, với cái mức giá tương đối là rẻ các bác nhé, chỉ có 12.500.000 đồng, các bác đã được sở hữu được một cái cặp loa rất là hay rồi. Nguyên mộc nhá, rất là đẹp các bạn nhé. Nguyên mộc không hề sơn ba tát thì vỏ cũng mộc rất là đẹp.
gác sông biên thủy, một cơn gió buốt hơi chuyện ngày tiếng trầm cực kỳ sâu và cái giọng Trung Ân thể hiện ca sĩ như đang thể hiện trước mắt chúng ta vậy. Tôi có người em giải chép rất là tươi các bác nhé. Xa gác âm không hề gặp nhau, thua hồng cho còn buồn vô bờ, thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ mưa trắng đêm vào khung cửa nhỏ, ngỡ thầm là người thấy trong mơ phút vấn vương bàng hoàng hơi xưa, nửa vầng trăng vòng vàng đêm trường trăng còn in trên khói khiêm, thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm Infinity ZA 3007, một cặp loa khá khủng của Mỹ. Cặp này bên em bán với giá là 12.500.000 đồng. Hoặc là có nhu cầu thì liên hệ em theo số máy 098 358 6968. Bên em có ship hàng toàn quốc cho các bác, và giá sản phẩm là không bao gồm phí ship. Và bác nào chưa có âm ly phối ghép thì bên em có luôn là đời 5.500.000 mặt bằng chanh, và có giá là 10.200.000 đồng các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì xin mời liên hệ sớm với em, một cặp loa rất là khủng. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip nhé.